It's the open vaginas. Mình đang đợi anh Tùng ở nhà. Dạ. 4,6 triệu, chỉ đi 9 kênh sắp chạy ra. Những kênh này trả tiền một thẻ. Anh Tùng chúng ta cũng làm khá kênh ấy, nhưng mà cứ toàn lô ở đâu thì nó dò, xong bây giờ mới bơm lại tận. Dạ. Chứ anh làm cũng nhiều phết ấy, không ít rồi tâm. Các bạn ở ai với anh nhìn mua này 2006 hết. Anh Tùng nói là gì cơ? Thế là càng ngon chứ sao? Lô anh mua sau này bảo lấy loại không video cổ, thế mà Lan Anh nó lại đưa cho toàn kênh có video cổ. Thế tốt quá.
Cái áo nó lâu thế á. Đây, cũ. Có thì cho đi cái súng quá. Mấy cái cục tiền rồi, cũng đầy đúng không ạ? Rồi mình video mai tiếng, cái tự cắt ra. Nó cắt ra đấy. Không biết được làm sao nhỉ. Anh ấy tí lên cầm cái điện thoại này, anh kiểm tra xem mình điện thoại sao cứ tự cắt video ra mà. Trước còn quay của mẹ. Trước còn quay được video 2 tiếng, bây giờ không quay được. Cứ tự chia ra như cả. Giác như cái nhanh đẩy đi. Nhanh đẩy á. Nhưng mà trước vẫn quay được mà. Với đây mẹ chứ. Khiến con đẻ sao. Xem. Úi giời. Một kênh máy cốt điện, một kênh máy cốt máy cửa. Máy khác là bồ. Hả? Đá. Làm sao? Đá bồ. Căng quá nhỉ, quăng đi xem thôi.
Vương có dây sạc đây nè. Dây sạc của bà đâu? Đây, kia dây sạc kia cũng có đó. Ở trong cái túi ấy, túi không có rút đâu. Dây sạc ấy cũng đúng rồi mà em nó còn ấy. Tay đã to, cắt kéo xin to mấy lần.